Thôi mày ơi, đừng nhắc chuyện đó mày ơi. Ly dị lâu rồi, cũng tại Huệ mà đời tao mới khổ dữ như vậy nè. Rồi giờ anh ở với ai? Không nghe câu đám mối tối nằm không hả? Chèo queo một mình. Có một đứa con gái mà anh lên Sài Gòn ở trển á, lâu thiệt lâu nó mới về thăm tao một lần. Thiệt là đời tao cô quạnh, cô đơn, cô độc. Tại cô ấy mà tao buồn hơn. Khoan, xí. Cô ấy là cô nào vậy? Huệ với ai? Huệ bây giờ trong mắt Huệ chỉ có con gái của Huệ thôi. Ha? Huệ không có ra gì đâu. Mới sáng qua nhà bị đuổi về. Gì dữ vậy? Tao bỏ trên này đi. Mày sao rồi? Lúc này trở làm ăn được không? Sao mấy năm nay không thấy mày về? Thì ở trên đó bận bịu quá, với lại nhiều công việc nữa. Mà anh cũng biết mà, ở trên Sài Gòn đất chật người đông. Nhưng mà được cái, làm cái gì cũng có ăn, làm cái gì cũng có ăn. Chứ không phải giống như cái đất bãi sậy này, đố nhăn răng. Trời, mày nói khùng không? Dưới này khỏi làm cũng có ăn mày. Thì ra bà đã ly dị ông từ sáng rồi. Đứa con gái đó chắc chắn là con gái của họ. 20 năm nay bà vẫn sống rất vui vẻ hạnh phúc với đứa con gái kia, bà không hề nhớ đến sự tồn tại của mình. Tới Kim Mai. Kim Mai ở đây. Tôi đến kiếm Cà Na, con chú Năm Hữu. Kiếm Cà Na hả? Anh là gì của Cà Na? Tôi là bạn của Cà Na. Tôi có việc đi ngang đây nên ghé thăm bạn cũ đó mà. Sao tôi thấy ở trong nhà không có ai vậy? Nhìn cũng cao ráo, đẹp trai phong độ ha. Xe tải ra coi. Xe tải ra đi. Vợ đi. Ồ, không đeo nhẫn cưới. Anh chưa có vợ đúng không? Vậy là anh thua xa Cà Na rồi. Cổ lấy chồng sinh con. Con của cổ bây giờ cũng đã lớn. Chưa kể chồng của cổ dữ dằn hay ghen tuông nữa. Anh mà nhìn một cái hả, sợ tới già nhìn dữ dằn lắm.
Nhưng mà tôi thấy anh á, tôi cũng có thiện cảm. Tôi khuyên anh thiệt lòng, không ấy anh về đi. Bạn cũ mà, qua lâu quá rồi, tới kiếm làm gì nữa. Rồi mất công á, gây sự xích mích với chồng của người ta. Gần đang có chồng rồi sao? Cái mặt tôi giống nói giỡn lắm hả? Trời, tôi nói anh phải tin chứ. Nhìn anh á, tôi đâu có biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, rồi quen biết sao với Cà Na hả? Rồi chưa kể á, nhà anh ở đây á hay ở đâu? Tôi cũng hay qua bến Sậy mà có bao giờ thấy anh đâu. Có phải là mới xuất khẩu lao động nước ngoài mới về đúng không? Bây giờ nhà anh ở khúc nào? Nói cho tôi biết đi, tôi còn tính cho anh nữa. Lẹ đi, tôi còn tính cho anh nữa. Ê, đi đâu vậy? Chưa hỏi xong mà. Thánh thần thiên địa ơi, mới hỏi có chút xíu mà sao đi nhanh quá vậy? Bộ xem thường nhau hả? Mùa Sậy trổ bông 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.